kiếm robux.com, shop bán nick và robux giá siêu rẻ. Bạn có thể mua nick Block Food giá siêu rẻ, tại danh mục nick Block Food sale 90% vào khung giờ vàng trong ngày. Ngoài ra chỉ với 50k bạn có thể mua được nick có Mochi V2 vĩnh viễn, hoặc Leopard vĩnh viễn nếu như bạn may mắn khi mua các danh mục nick gian dòm. Các bạn lên ngay kiếm robux.com để ủng hộ mình nha, link shop mình để ở phần mô tả video. Ok, hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Thì ngày hôm nay mình làm clip đó chính là nhá, mình lại giới thiệu cho các bạn một script cực kỳ là ngon dành cho bạn nào chưa muốn hack nhá, Block Food trên máy tính nha. Thì nhá, mình sẽ link skip về link skip với cả là link hack các thứ nhá ở phần mô tả clip nhá, hoặc là phần bình luận nha, mình sẽ ghi cho các bạn ấn mô tả dễ nhá. Đây thì bây giờ mình sẽ là review qua nhá. Đây bản skip tên này là Under Exhaust nè, dành cho bạn trên máy tính nha. Đây các bạn dán skip vô nhá, và các bạn sẽ ấn vô biểu tượng cuốn sách này, ấn vô này đó. Sau đó các bạn ấn vô chữ nhá Grand Tab này để mở menu hack, ấn vô rồi đấy, đấy nhá, là các bạn sẽ có menu hack nhá. Đây Auto Farm Never này, đây phần Select Weapon của chỗ vũ khí nhá, bên đây này Auto Farm này mở lên để xem phong quán bật màu không nhá. À ấn vô biểu tượng cuốn sách này để gọi là bật tắt menu hack nhá. Cuốn sách màu lâu lâu này, ôi farm fail các bạn ơi, farm quá rất nhanh rồi nhá, treo này sao mà chịu lỗi, ôi đấm quái căng nhỉ, bọn này úp quá nhanh quá các bạn ạ. Đây, thế là Auto Farm Never này, Auto Attack Fail Drive 4 này, Auto Brick Drive này, ui Auto thì đặc biệt em ơi, Auto Mid Eastern này thì đặc biệt nhá. Đó Auto Safe này, Open này, Auto Full Mom này, ui skin này fail các bạn ơi, Auto này Super Human này, Super Human này, Dragon Talon này, C3 này, C2 này, ui My Farm này, Auto Haki thứ này, Fire Attack này, Mix Farm, Farm Chay, Farm Bon này. Ui, skin này nhiều tính năng chất phá các bạn ơi. Auto Farm Candy này, kẹo thực kiện người trước nhá. À, này, Telebot này. À, giúp bạn auto tìm các cái match trong thường xuyên á. Auto Run Full này. Trái bom, nghe đấy nhỉ. To Full này. Là cất trái kiểu vô dương nhá. Đấy. Bring Full này. À điều chữ trái Roblox à, Auto Body này, Cavender các bạn ơi, nhiều tính năng hóa skin này của phê vậy các bạn ơi, kiểu nhiều tính năng hóa trở ơi, free mà nhiều tính năng chất vãi này, anh em tha hồ một chiến nha, tha hồ còn tiến hành úp biết các thứ này, auto úp thứ này, auto farm này, à đây phần farm bot đó, Celebot này, chọn bot để farm này, ui farm quá nhanh vãi, kiểu úp quá nhanh vãi các bạn ơi, chất thật sự luôn đấy. Auto farm bot này, đây đây phần chọn bot này, chọn bot để farm này, đó chọn bot để farm nhé, Celebot này, chọn bot để farm này, auto farm bot này, auto bot hope này, auto kill player này, design này, auto ride này, auto buy chip này, lấy action này, ui kill ra này, ui chất thật sự bạn ơi, skin này thao mà chơi em mọi người nhé. Auto Zama, Tushita này, ui chiến chưa, chiến chưa. Ui tập 4 này, tập đây phần diện mình dịch nhá. Dùng cái gì kia, vô dịch cái xem nào. Cũng đua với bốn trồn, bức tượng Phật lớn. Dịch, đúng rồi, dịch ảo quá. Rai 4 này, ui Rai 4, gâu này, tập human này, ui fake tập hay là có anh luôn nhỉ. À fake tập mới rồi, ui nhìn chết vai. Ui ui kiểu fake tập là ui nhìn ngầu quá các bạn ơi, nhìn kiểu fake tập với 4 ấy. Tập người tập cá này, ui sợ biến tập 4 này, tập sao đó này, à, nhìn cu te xỉu. Đây là fake tập người nhá, kiểu fake tập với 4 nhìn cu te. Này thì nhờ chúng tôi này, sức cái này khá phép nhá, farm khá mượn này, đi dry này hay là đi tìm đảm biển này với cả là full mâm này, cái mặt trăng ấy, số bạn đi dry, nó đi dry này, đi dry nhá, với cả đi auto farm never ngon này, với cả là có tính năng farm bot này, đi dry thứ này, có phần đây phần mid range action nhá, là phần giúp các bạn tìm đảm biển nhá, đó để hỗ trợ các bạn thức tỉnh tập V4 ấy. Đấy 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 cái thứ khá ok nhá. Ok thì mình đã là giờ vi qua cho bạn một skit trên PC nhá, bạn thấy hay quý mình nhớ cho mình xin một like, một đăng ký, một chuông và ba là một hack nhá. Thì mình sẽ để link clip này, chỉ các bạn tải phim hack KSL này với cả là cách cây này với cả là
cách lấy skin giá đăng ký nhá. Bạn thấy hay hay quý mình nhớ cho mình xin một like, một đăng ký, bấm chuông và để lại một comment ở phía dưới nhé.